Ok, chúng ta đến thủ Italy. Bọn lên đi, lên đấy. Ba mũi tấn công, mình chỉ có hai mũi phòng thủ. Chơi đi. Đen đang à, trắng đang xem nên ăn con gì lên. Ăn mã về mình sẽ đẩy tốt lên, phá luôn trung tâm. Cho con vào chơi thằng này thôi. Nhập thành cũng nhập thành. Hậu vào vua nước cho an toàn đi, vào xe đấy, lên đấy, bắt đầu hơi nguy hiểm rồi đấy. Lên xe đi, đây mình sẽ mang những con xe này ra cánh bên này. Chúng ta thấy là cấu trúc tốt của đen rõ ràng là à, của trắng rõ ràng là kém hơn. Chúng ta xem cao thủ Ý sẽ làm gì. Đẩy tốt đuổi hậu. Rồi, chúng ta thấy là quân mã của mình có thể kiểm soát ô E4, xong nước đẩy tốt rồi. Trắng chúng ta thấy là cấu trúc tốt, yếu phát là bí ngay, không biết đánh thế nào luôn. Ở đây xe mình đứng ô đen sẽ tránh được sự tấn công của tượng trắng. Mình đang tính là về mã đây, sau đó nhảy lên đây cũng là nước hay, nhưng mà cứ từ từ chúng ta xem là trắng sẽ đánh thế nào đã. Vâng, anh đang nghĩ rất sâu. Có lẽ là hơn 1 phút cho nước nghĩ này rồi. Vào vua, vâng, như vậy là nước an toàn vua. Rồi, như vậy là trắng vừa mất 1 phút 11 giây để nghĩ đòn đánh rồi. Đây mình sẽ mở cột cho xe. Không ăn. Này thì không ăn. Chạy đi đâu? Rồi, con tốt này lại thành tốt yếu rồi. Chúng ta thấy là cao thủ Italy cờ quá bí rồi, anh đã buộc phải đi nước sai lầm. Bây giờ thì anh sẽ mất 2 tốt. Vào xe. Vâng, anh đã mất 2 tốt. Kèm theo một thế trận không hề dễ chịu. Vào xe giữ tượng. Sao không chạy tượng nhỉ?
Rồi, nước này gọi là nước không cho giữ. Chịu thua luôn. Vâng, đúng là như vậy. Chịu thua để giải thoát khỏi sự đau đớn. Hợp lý. Vâng, mình sẽ đánh thêm ván 3 phút nữa. Gọi là cho nó đủ chỉ tiêu thôi. Rồi đánh bắt chiếc của JTC. Chết rồi. Quăng lên. Chạy ra đuổi tượng. May quá, được hóa giải tình thế. À, không dám ăn. Ăn phát mình chiếu ngay. Lên đấy. Rồi, tốt, mình đang đứng ô trắng rồi, quá đẹp rồi. Lên xe giữ tốt. Ấy giờ rồi, ở đây phải trung tâm hóa vô thôi. Rồi, gớm. Hết giữ nhá. Xuống bắt lại tôi đấy à? Làm gì có vé đấy à em? Rồi, lên đây thì vâng, mình sẽ ăn. Đẩy xuống. Ủa? Em ha. Thành xe chống hậu rồi.
Hết chiếu chưa? Màn đầu xe chống hậu khá hay của ZTC. Vâng, tốt của anh đã đứng đến hàng thứ 6 rồi. Làm cái gì? Làm cái dầm. Vâng, chạy rất vòng vèo. Cũng chỉ là đuổi xe và ghim tốt hết. Vâng, bây giờ thì mình đã hơn thời gian. Nước phong hậu. Rồi xong. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ui, nước chiếu hết ở đây. God. Unbelievable. Xong. ZTC thắng. Quả bịt vãi. Của mình đang định lên vua thì nó thành đi xe xuống ấy. Nước chiếu hết. Quá toang. Nhưng mà chúng ta thấy là trắng không nhìn thấy. Hơi đen cho anh. Đi còn xuống mộng nữa.